Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh YouTube Tết Tara của mình nha. Cũng khá lâu rồi mình không có ra được một clip nào hết. Dạo này bận việc quá, tới nay Tết mình mới có thời gian rảnh ra clip cho anh em nha. Rất là xin lỗi anh em về sự bất tiện ấy. Dạo này bận quá. Ok, và đây là những trận đấu ranh đầu mùa của mình. Nói chung là trận đấu này đấu cũng cách đây cũng mấy ngày rồi nhưng mà không có thời gian để clip nha anh em. Ok, những trận đầu mình cài tháp tướng lại thôi anh em. Trận này bị ép vào thế phải đi rừng rồi. Ok, trong trận đấu này mình sẽ giữ vị trí đi rừng nha anh em. Mình sẽ ăn từ khu vực con bồ đỏ qua nha. Để khi mà mình lên cấp 4 thì mình đang ở khu vực rừng rồng, mình ganh đường rồng và có thể là ăn luôn con rồng nha anh em. Ok, trận đấu này thì mình lên bản ngọc thủ cho Tara đi gần luôn, cho nó trâu luôn. Nhưng mà thấy cái lượng đam gây ra farm cũng khá là nhanh anh em ơi. Ok, chiến công đầu cho team mình rồi. Team mình cái đội hình hôm nay thì hơi bị dị nha anh em. Thấy hai ba con phép luôn. Một con SB là Alice xong rồi con Chrissy Demis và con Nata đi top luôn anh em ơi. Khá là mỏng luôn anh em. Ok, mình chỉ tính cấu rỉa nó thôi. Chạy anh em ơi. Nóng quá, tính nóng quá. Anh em nóng quá. Ây da. Đừng bố lên, chạy nha anh em. Trời ơi, pha này không biết thoát không. Trời ơi. Định chạy thoát rồi mà bạn rắc kéo hay quá. Ok, mình sẽ nhớ bạn rắc nha anh em. Gặp đâu là giết nó nha anh em. Thôi, đùa chút thôi. Bây giờ mình sẽ cố gắng đi farm để lấy lại lợi thế cho team anh em. 1-2 rồi. Team bạn còn khá là ít máu luôn nè. Con này gỡ lại chứ anh em. Gỡ lại chứ anh em. Biến về hộ các bạn ơi. Biến về hộ bạn ơi, nãy mới giết mình mà. Ok, mình làm cho mình rồi. Phải gỡ lại chứ anh em. Làm hết nhà nó luôn. Ok, mình sẽ ăn con rồng đầu tiên để lấy lợi thế cho team nha anh em. Hỗ trợ mình mà mọi người. Mình Vira đang ẩn hiện ở đây nè. Mà lưu bố nữa, chắc mình sẽ cố gắng giết bằng lưu bố luôn. Ok, cái nữa đi quay. Trời ơi, bằng Rishi đi quay ngược lại. Nếu cú đó có bằng Rishi là có thể là mình đang một mạng lưu bố rồi. Ok, farm tiếp thôi em. Lên full luôn cái serial đó nha. Lấy được lần giáp nha em. À, bản ngọc thì mình sẽ để trong phần miêu tả nha em. Anh em nào nếu thấy phong cách chơi này hợp lý thì mình có thể tham khảo bản ngọc của mình nha. Mình cứ giết nó luôn anh em. SB để SB giết luôn. Gì đâu mà căng. Đau quá anh em ơi. Đau quá anh em ơi. Ok, chạy hộ nè. Chạy hộ bạn ơi. Gặp đâu là giếng đó mà. Nếu mình hết máu nên mình hơi nuôi nhẹ cho anh em. Vô đây đỡ đam cho bọn mình mới được. Chạy nè. Chạy nè. Chạy nè. Ok, có bằng lưỡi bố nữa anh em ơi. Mình hạ luôn bằng mít đó trước nha anh em. Ok, 3-1-2 cho mình. Bằng mít mà không biết thoát không đâu. Trời ơi, bằng lưỡi bố. Lưỡi bố trắng tươi với mình hoài luôn anh em ơi. Cú đó mình đánh không được nhảy lắm chứ cú đó mình cầm bấm chữ T tái là có thể là nó chết luôn mà lưỡi bố rồi nha. Mình
pha đó mình xử lý hơi lòng không. Ok, tên bạn có hai con tướng có khả năng hồi phục rất là tốt, Lữ Bố và Aeron, thì mình sẽ lên cái bộ cây đao truy hồn để khắc chế nó nha anh em, cho nó giảm lượng hồi máu đi nha. 6-6 rồi, tay mình bị mất lợi thế là rồi. Hồi nãy tay mình đang có lợi thế rất là tốt luôn. Giờ tay mình bị mất lợi thế lại rồi anh em ơi. Nhận đang gì anh em ơi? Tôi cố gắng đẩy lắm lính này, farm lắm lính này lấy vàng coi. Ok, phút thứ 6 nha anh em. Bệnh viện mình cũng khá là ok rồi. Cái bệnh viện này thì cân 2 là khỏe nha anh em. Mình phải lên cây đao truy hồn để mình có thể solo với bạn Lữ Bố hoặc bạn Aeron một cách dễ dàng hơn nha anh em. Hai bạn đó cái khả năng hồi phục rất là tốt luôn. Nếu mà không có lên đao truy hồn có thể là mình sẽ không đánh lại đâu. Đi rừng thì cố gắng đảo lên liên tục nha anh em. Và hỏi nếu mà không cơ bát thì cứ farm thôi. Tên bạn có sát thương phép khá là nhiều nên chắc là mình sẽ lên một cái món khám phép nha anh em. Một phần mấy cục máu khá là lòng cộng của mình luôn. Mình sẽ thử solo kill với bạn Aeron anh em. Ba nội tại ha, nội tại ha. Mình sẽ né chiêu nè. Trúng nhẹ anh em. Chạy đâu con sâu ơi, chạy đâu con sâu ơi. Khi mình lên được cây đao truy hồn rồi, hồi máu gì được mà hồi máu anh em ơi. 4-1-2 dành cho mình rồi anh em ơi. Khá là xanh nữa. Chắc không kịp hay trùng nữa. Ủa, kịp anh em ơi. Ok, con xe đã bắn khá là nhanh luôn. Em ơi, win vội quá rồi anh em ơi, mới có 8 phút mà. Tay mình chơi lại thế khá là tốt anh em ơi. Cố gắng ép, tại tay mình tay dài nhiều á, nên là cái khả năng mà ép trụ rất là tốt luôn. Nhưng mà lép game thì khá là mỏng nha anh em. Quan hiên ạ, quan hiên ạ, quan hiên ạ, quan hiên. Bạn cái xu bạn rét quá anh em ơi. Hút nè, hút nè, hút hút với chúng tôi. Hết luôn em. Chiến thần ạ, chiến thần. Cái mấy bạn đứng team mình hỗ trợ ngoài phía sau rất là tốt luôn nha. Làm team bạn Lữ Bố bật chiến thần lên mà không kịp quẩy luôn. Ơi, mình không hỗ trợ được bạn đó. Ây da, đau anh em ơi, đau quá, đau quá, đau quá. Đau quá anh em ơi. Bạn Lữ Bố không kịp cái chiêu luôn em ơi. Ok, hai bạn liên tiếp mình cho mình rồi. Có lẽ game này cũng hơi dễ nha anh em. Okay, mình chơi cũng khá là tốt luôn. Làm thêm bạn bị ép, quá trời ép luôn em ơi. Tên mình toàn tay dài không nên ép rất là dễ luôn. Bạn Lữ Bố áp sát vô là có người đứng ngoài thải chiêu, bạn ấy không kịp hồi máu luôn em. 9-1-8 cho mình. Ây da, bạn ấy mà có cầu băng xương quá là hay luôn. Nhưng mà bạn ấy vẫn chết với chiêu của bạn Nata rồi.
Ok, có lẽ clip mình sẽ kết thúc tại đây anh em. Cảm ơn em đã xem video đến cuối clip nha. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.